Xin được thay mặt tất cả các anh em trong ekip đoàn làm phim của Kẻo Nhanh ngày hôm nay đến đây với rạp City Star ở tại Tiền Giang, Mỹ Tho Tiền Giang, quê em, quê em ở Nhất Tường. Thì thật ra là nhìn thấy khán giả suốt ngày đông như này, thật ra là anh em của tụi em cảm thấy rất là hứng khởi luôn á, rất
là vui. Và hy vọng là buổi chiều ngày hôm nay mọi người sẽ có một cái buổi chiều định là buổi tối em xin lỗi buổi chiều ngày hôm nay mọi người sẽ có một những cái giây phút thật là vui vẻ, thật là thư giãn với bộ phim Kẻ Ẩn Danh. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn cả nhà. Và mình gặp gỡ nam nữ diễn viên và anh đạo diễn đẹp trai ra thì tụi mình có quà cho mọi người nữa ha. Trước khi mình có quà thì em xin được giới thiệu lại vai diễn của các bạn là gì đúng không, để cho mọi người lát nữa dễ cảm nhận ha. Ok rồi, Hải Hương giới thiệu vai diễn của mình nam. Cho Hải được gửi lời chào tới quý vị khán giả. Đây là lần thứ hai Hải được quay lại CineStar tại Tiền Giang, và trong phim thì Hải tên là Thành. Lát nữa để coi Thành chính là mọi người. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt tại cụm rạp Sita ngày hôm nay. Trong phim Kẻ Ẩn Danh thì Nhung đóng vai Trinh, một cô gái rất là hiền lành và rất là dễ mến. Vui vậy sao? Cho Nhã gửi lời chào từ một người con trai của đất Tiền Giang này luôn ạ. Nhã là anh thợ giữ xe. Em là một cái giữ xe may mắn ạ. Ok. Alo, alo, alo. Tới anh, alo, alo. Và Quốc Trường, quê Cần Thơ, Sâm Lâm xin chào tất cả các bạn 63 Tiền Giang. Trong phim này Quốc Trường vào một vai nhân dân tạo việc làm cho nhiều trẻ. Một cái dây doanh nhân hiền hậu. Xin chào mọi người, mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Hiền ơi, đây hiền luôn nè. Dạ, xin chào tất cả quý khán giả. Ngày hôm nay em tên là Mai Cát Vy và em đóng vai Hiền. Hiền là một cô bạn rất là yêu thương gia đình. Dạ, Hiền là một cô bạn rất là yêu thương gia đình. Và em cũng biết là các anh chị ở đây có xem báo là nghe nói vai của em là báo mũi gì được chưa ạ? Có cái nghe nói báo ngủ hả? Thực ra là em không có báo đâu à. Mọi người coi phim thì biết em là rất là thương gia đình và em không có báo đâu. Ok, mọi người tin hết. Nói cho mọi người rõ một chút xíu là bởi vì Mai Cát Vy trước đó thì đã cũng có tham gia một bộ phim đó chính là Hai Phượng. Thì với bộ phim này thì bạn ấy cũng bị bắt cóc. Và khi mà mọi người xem trailer của bộ phim Kẻ Ẩn Danh thì chắc chắn là mọi người cũng thấy là Mai Cát Vy cũng bị bắt cóc. Cho nên là rất là nhiều người ưu ái đặt tên cho Mai Cát Vy là em bé báo thủ trong làng điện ảnh Việt Nam. Dạ. Ủa rồi tới em. Chị quên, chị lo cho con quá. Dạ, em tên là Vân Trang và trong vai diễn này thì em tên là Hạnh, là vợ hờ của anh Long này đây. Và giới thiệu giùm anh luôn á. Dạ, thì trong phim thì em là một người phụ nữ rất là yêu thương gia đình của mình, rất là mẫu mực, rất là gương mẫu, hiền hậu. Mọi người xem sẽ đồng cảm, em hy vọng là mọi người sẽ đồng cảm được với nhân vật của em cảm ơn. Dạ, thì Vân Trang cũng đã giới thiệu Tuấn trong vai Lâm trong phim Kẻ Ẩn Danh. Đã giới thiệu rồi thì rất cảm ơn mọi người đã tới đây để mà chọn phim Kẻ Ẩn Danh. Trong alo. Alo. Dạ. Tới khúc Kẻ Ẩn Danh. Dạ. Dạ, thì rất là cảm ơn mọi người đã tới đây chọn phim cho buổi lễ ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và những lời yêu thương đó ra thì tụi em còn có quà nữa cho cả nhà nha. Rồi, mọi người có vé trên tay chưa ạ? Rồi, xin mời cầm dĩa chuẩn bị. Do số. Mình sẽ có hai khán giả may mắn nhất trong buổi ngày hôm nay nha mọi người. Rồi, hai khán giả may mắn nhất trong buổi ngày hôm nay. Dạ, em nghĩ là sẽ cho câu hỏi đi cho nó nhanh. Ok, dạ, số nó lâu lắm. Thật ra là ở đây ai đã xem trailer của bộ phim Kẻ Ẩn Danh rồi, giơ tay cho em xem ạ. Ủa vậy là mọi người chưa có xem trailer luôn mà đi xem phim hả? Chiều mà đến thôi. Wow, vậy mọi người đi xem phim này vì ai hả? Chị Kiều. Bây giờ mọi người nè, bây giờ mình nè. Ai vì Kiều Minh Tuấn đi xem phim này, giơ tay lên cho em xem.
nói chung là nguyên vì nguyên ekip tụi em biết ơn rất là nhiều luôn ạ. À. Rồi vô câu hỏi chưa? Chị ơi, chị hỏi chưa? Vô câu hỏi chưa? Thằng nhỏ định ra câu hỏi thì kêu sợ lâu lắm. Để chị ra cho, mà chị ra từ nãy giờ chưa ra câu hỏi luôn. Thôi bây giờ mình hỏi, thật ra mình hỏi gì vậy? Thôi em hỏi đi em. Này mọi người vô coi cho nên em xin được thiệu số nha. Rồi vô nha. Mấy gì ra, mấy gì ra, cờ ra mà con mấy con mấy gì ra. Nhọt. Thôi số 1. Thôi nhọt, con số 1 luôn hả? Ai số 1 mà? Rồi ai có vé là số 1 mà? Bây giờ mình chọn hàng cho mọi người nha. Hàng mấy nha? Chuẩn bị nha. Anh Quốc Trường Nhọt. Trường có nghĩa là chữ T. Chữ là T. T1 có không hả? Không có chữ T. Dạ, rồi. Có T. Có T hả cưng? Cưng là hàng T hả cưng? Không có T. Vô cho vui. Bây giờ cho vui. Dạ rồi. Mình là phim kẻ ẩn. Kẻ chữ K được á chị. Em thấy chữ K ok. K1 ạ. K1 ạ. Em xin mời bạn nào có số vé là K1, hàng ghế K1 ạ. Vô mọi người ơi, K1 mọi người. Xuống đây cả nhà ơi. Anh ơi, tới một chuyện giùm em nha anh ơi, tướng xuống em ơi. Em có muốn em bắt tay xuống không ạ? Dữ ạ. Trời ơi, nạn nở lên. Trời ơi, dễ thương quá. Em đi coi với bạn gái đúng không? Đi coi bạn gái hay gì cái tay, có cái cầu tóc của bạn gái kìa. Không, mà kêu là của bạn để dành. Rồi mời em tên gì? Em tên là Ngọc Biên. Ngọc Biên, nghe Biên là thấy chất liền. Biên nói tại sao rất là nhiều phim được Biên là chọn phim kể ẩn danh. Thời gian hết một chuyện Minh Tấn. Ôi, nói gì nữa anh Tấn cho mời cho bạn gì men. Cảm ơn Biên nha. Có tặng cái đồ tóc cho anh Tấn không? Rồi, mình sẽ xuống nha, chụp hình rồi nha. Dạ, chụp xuống cho luôn, ok, cười thiệt tươi nha. Sống ba nha. Ở dưới mình cũng cười luôn. 2, 3, yeah. Ở dưới cười đẹp quá nè. Em xin xấu quá. Con bé tên sang mà có bị không sang nha. Dạ, tiếp tục thôi ạ. Rồi, tiếp tục mình kêu số nha. Dì ra con mấy, con mấy dì ra. Và bây giờ cho em xin hát bài chủ đề của phim là tốt lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nói lại tốt liều lý tưởng của anh và của em. Mùa đã còn xin. Câu số 9. Số 9. Số 9 ai ở đây số 9 nè à? Số 9 vô lên ạ. Ngửi vậy sao? Bây giờ chuyển cái nha mọi người. Chuyển cái nha mọi người nha. Dạ bây giờ câu số 9 nào mà giơ tay cao nhất đâu ạ? Hay quá em ơi. Ở trên là cao nhất rồi đó. Ở trên cao thì dội anh thì giơ tay cao nhất rồi. Đúng rồi em đã tới chuyện luôn em ơi. Trời ơi em đứng cao quá. Trời quá trời. Vậy cung cha miền Tây là mặc áo vậy không tức hả? Ê, em thấy cái bé áo trắng mút ở bên trong nè. Đó, bé đứng lên đầu tiên cao nhồng luôn. Nha, thôi mình chọn nó luôn đi cho mẹ. Bé gái ơi, nam xanh lên. Không, tại vì hồi nãy nghĩ là có một nam xanh rồi, bây giờ thì nữ xanh chứ. Đúng okay. Không? Rồi nam xanh lát lên tờ chụp hình nha bé. Đi người ta sợ đó. Bé này ngoài. Dặn nổi Kiều lại. Để vô giữa đi cưng. Em ơi em tên gì? Tên Kiều Đương ạ. À? Kiều Đương. Nói như vậy thì anh Kiều đúng với data chứ. Thôi. Anh tặng quà cho bạn giùm em nha. Kiều Đương ơi, lẽ được. Kiều Đương là em họ Kiều hả em? Em họ Kiều thì có hả? Dạ không. Được biết em danh hàng sao bé? Tên của em ạ. Tên gió anh ơi. Em là cái gì Kiều Đương? Đúng rồi. Đặng thì Kiều Nương. À. Đặng thì Kiều Nương. Wow. Em sáng với bữa nay nha, Đặng thì Kiều Nương ra giữa luôn nha cưng nha. Ok. Tính chụp hình với bạn không? Dạ Kiều Nương chụp với Kiều Nương ạ. Rồi xin lên xíu nha cả nhà, xin lên xíu. Rồi, cảm ơn mọi người. Chắc là diễn viên mình đứng ở đây xong rồi chụp hình với cả nhà luôn ha. Anh hứa rồi. Bạn nào nhé? Bạn nam xanh đó. Bạn nam xanh. Thời tới rồi. Bé em tên gì? Em tên Dũng. Dũng ơi, đứng ra Dũng nè.
nói nào hay thì cũng tặng quà cho bé thôi. Rồi, cười tươi lên đây Dũng ơi. Số 3 là 2, 3. 3. 2, 3 là 3. Rồi, ngồi đây luôn nha. Tụi mình ở đây luôn nha cả nhà. Rồi, cảm ơn Dũng ạ. Chị Bích ơi, vô chị ơi. Rồi. Dạ mọi người ơi, cười thật tươi lên nha. Và tấm hình này của mình thì mình sẽ lên trên fanpage của Kẹo. Mình có thể lấy hình về để post Facebook của mình. Khi mà mọi người post Facebook thì nhớ là hashtag Kẹo ẩn danh để có thể lan tỏa bộ phim giúp ekip tụi mình nha mọi người. Ở trên ngồi cao lên nha, ở trên ngồi cao lên nha. Ở trên vô tay rồi mang giúp em nha. Đồ ma. Đồ gì nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3 Kẹo ẩn danh nha. Anh MC Hoàng đứng đây nha. Hoàng nhào qua đây đi, không thấy à. Anh MC có chụp hình không ạ? Nằm ra, mình lấy tiếng đi ạ. 1, 2, 3 kẻ ẩn danh nha. 1, 2, 3 kẻ ẩn danh. Được chưa ạ? Mọi người ơi, ở đây đẹp quá nè. Mọi người có thể nào cho em xin một cái flash ở trên điện thoại của mình để cho nó lung linh hơn. Cho rồi. Em có một cái phim được không ạ? Có cái trò liền. Trời ơi, dạ rồi. Dạ rồi. 1, 2, 3 kẻ ẩn danh nha. 1, 2, 3 kẻ ẩn danh nha mọi người. 1, 2, 3 kẻ ẩn danh. Được chưa em? Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Hình của mình là sẽ có mặt ở trên fanpage của kẻ ẩn danh. Mọi người hãy nhớ đao về post lên Facebook của mình để chế độ là công khai nha mọi người. Và hashtag kẻ ẩn danh giúp tụi em để lan tỏa bộ phim. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có đêm vui vẻ nha. Thank you. Thank you. Thank you. Ăn Tết độc lập vui cho mọi người ơi. Thank you. Rồi vui nha mọi người. Very good. Very good. Very good. Thank you. Mà very good ha. Thank you. Quá giỏi rồi. Ăn Tết vui nha mọi người. Tết vui vẻ nha mọi người. Chúc mọi người có gì tới ngủ ngon nè. Năm cái bộ mình tốt hơn tôi phải một lần. Sơ hở là nó ngủ.
lên phường con ơi, lên phường. Do đây là gia đình mình thôi, kiếm được con rồi đó. Dạ bây giờ hiện tại là gia đình em đầy đủ rồi. Gia đình Lâm Hạnh, Giang Hiền. Kính chào quý vị. Là mình đứng bên đây chứ không nhận được lập lập lên xin đây nha. Giới thiệu các cháu mình giùm em. Anh này anh gì ạ? Vai tên gì ạ? Là ai đây ạ? Vai gì ạ? Hay quá trời. Con bé này tên gì ạ? Các người đóng ra tên con bé trong phim gì mọi người? Mười điểm Trần Kim Hải, ba gì mọi người biết không? Ba Thành, bé hay quá. Lát cặp riêng nha bé. Ok. Anh này tên gì mọi người? Đóng vai tên gì hả? Tâu mà hay ha. Hay á, hay. Ủa mà như trong phim là có nhất em luôn. Hay quá em ơi. Cái này tiện. Bé, từ từ mình hỏi sao cho chứ. Nè, hai nhân vật này chưa có tên nè. Biết okay. không? Ok. Biết chưa? Kim Nhung, ba gì tụi nó đi cưng chúng ta cũng không biết. À, Nhung sẽ đóng vai Trinh. À, nhân vật của Nhung là tên là Trinh ạ. À. Mọi người xem xong rồi mà. Mọi người xem xong rồi đúng không? Cái tóc mà xanh xanh nó đỏ cho em nhỏ nó mượn nó bên đây. Ok. Rồi bên đây anh Cờ Sơn. Yeah. Chú cảnh sát kìa nè mọi người ơi. Hello. Đúng mọi người, chú cảnh sát tên gì? Tên Lâm. Chú cảnh sát tên gì ạ? Sơn, anh Sơn nha mọi người. Lâm Thanh Nhã, xin chào tất cả mọi người Tiền Giang ạ. À. Ok. Ủa, nghĩa thiếu thiếu ai phải không ta? Tiếng Anh. Rồi, ok, có nhiều mình chơi nhiều nha mọi người nha. Ok, có nhiều mình chơi nhiều thôi. Rồi, còn một nhân vật nữa là bên bộ phim này, đố mọi người là ai? Bà Nhân Hòa. Tên Lâm, đúng mắt. Dữ vậy. Như là ảnh không có ở đây, mình vỗ tay cho ảnh cái cho vui nha. Ok. Một người nữa không phải diễn viên luôn. Đạo diễn. Đạo diễn. Hay quá. Mình hô tên đạo diễn nha. 1, 2, 3. Đạo diễn. Anh ơi. Dạ rồi. Ngoài ngày hôm nay thì có phu nhân của đạo diễn đó mọi người. Dạ em mời chị Bích ơi. Chị ơi. Tìm chuyện như tìm gia đình kẻ ẩn danh. Dạ đây. Phu nhân của ảnh cũng từ nước ngoài về cho mọi người để chung vui với chúng ta. Hello, I'm honored to be here. Xin cảm ơn Sinetra Tiền Giang. Tôi lớn lên ở Đà Lạt. Tôi xin gửi lời thân từ thành phố ngàn hoa tới Tiền Giang. Mọi người rất là dễ thương ở đây. Xin cảm ơn rất là nhiều. Yeah. Hay quá. Nãy giờ mọi người có phim rồi đúng không mà? Vậy thì ngoài anh chị em đẹp trai đẹp gái trên đây ra thì tụi em có chuẩn bị quà cho mọi người nữa. Ok. Ok không ạ Tiền Giang ơi. Rồi, mình sẽ có câu hỏi dành cho mọi người nha. Ok. Dạ anh Tấn sẽ dành câu hỏi đầu tiên cho mọi người. Dạ mời anh Tấn. Chết rồi, quên hả? Mọi người cho hỏi về Lâm nha. Mọi người có nhớ cái biển số xe của Lâm đi không? Vô anh ơi. Rồi,
Cưng ơi, tiếp luôn nè. Em gái em giới thiệu một chút xíu về mình nha. Biển số xe? Dạ là 3 số 7 và con số 2. Tiếng Anh là gì? Anh muốn biết tiếng Anh. Mời em trả lời song ngữ. Tôi sẽ thành em bằng số 7 sẽ chứng minh cho mọi người biết. Tôi cũng biết một chút tiếng Anh. Đó là 7 là cơ mở sắp ăn thịt gian luôn. Rồi mời em vô chụp hình cho mọi người nha. Thành công cho mọi người. Rồi. Ok. Rồi cười cái thiệt tươi nha. Số 3 nha. 1, 2, 3. Ở dưới cười luôn nha. Yeah. Cảm ơn mọi người. Ok. Còn bây giờ tụi em rất là mong muốn nghe tâm tư của mọi người sau khi đi xem phim. Thấy có cần góp ý gì cho tụi em không? Hay là chia sẻ về cảm nhận của mình nha. Giơ tay, bé giơ tay đầu tiên luôn. Em chỉ thấy bình thường, chú Sáu đi lắm mà đây đất chương trình. Đúng, khoan, bé chậm lại ba. Chậm lại, khoan luôn. Đã đúng chị ơi, chị ơi. Đã đúng chị ơi. Rồi mời em. Còn đó sao ở ngoài mà sao lộn phụ nữ đây có chỉ tắt hai câu có lộn làm sao? Tại sao vậy? Em làm bên phường nào vậy? Phường này luôn hả? Rồi. Em mang tôi lên phường tôi trình bày. Trời ơi. Đi coi phim mà tiểu phẩm nữa. Thôi coi hai lần rồi đó. Coi rồi mà nói Long An với tay mấy anh chị vậy là xuống đây buồn nữa. Từ Long An xuống dưới phía để đi xem, để được gặp anh Tước, gặp chú Sáu nè. Cái gì ha? Bé nhưng mà đừng có báo buồn. Rồi chụp hình mặt vui lên, muốn quà hậu. Em à, vô giữa vô center đi cưng. Ok. Cười tôi nha, không vào không chửi nha. Ok. Chị gì đẹp? Nó đẹp trai mà gì vậy? Đẹp trai rồi, bắt tay hết luôn. Trời ơi, quá. Bé là bên phường nhưng mà bộ ngoại giao của phường. Thế hả? Dạ. Bé kêu là phẩm đây không? Dễ thương. Đổ môi hồn mấy bạn. Chào lời. Tâm sự của mọi người đó ạ. 1, 2. Yeah. Bé ơi. Trời, bé tới rồi. Em lên đây luôn cưng. Vô bé ơi. Em gặp Nhật em chút đi. Quá trời quá đất mấy bà rồi mấy bà hữu. Rồi em ơi, em cảm giác anh Quốc Trường trong phim giống ngoài đời sao? Không có đốt nè. Vui lắm. Em có phim này chủ yếu để gặp anh Quốc Trường thôi. Da ác hay là da bình thường, em cảm thấy anh Quốc Trường rất là đẹp trai. Rồi. Sao nữa cơm, sao nữa? Không, đang cỡ. Em muốn hỏi anh Trường một câu. Hỏi đi cứ. Hỏi ngoài đời sống, hỏi trong phim nha. Được. Anh Trường ơi, anh có sẵn sàng lấy vợ chưa? Ủa thôi hả? Ai vậy hả? À, thật sự thì câu hỏi này là rất là nhiều người hỏi Trường rồi. Thì hiện tại thì với Trường thì nếu mà gặp được một người mà Trường thương thì có thể ngay lập tức, ngày mai hay là tháng sau là Trường có thể cưới liền. Trường đang đã mở cửa con tim của mình. Yeah. Từ xa lạ không quen biết gì, chung sống trong một căn nhà biết chính xác luôn. Biết chính xác bài trình thể 5 mét vuông. Với anh thì lạ hay quen thì không quan trọng, quan trọng là người đó đem lại cảm xúc cho anh thôi. Em đồng ý. Dạ cho quà thôi, là con bé nữa là chết anh tôi. Hèn giờ gia đình anh chờ đón em nha. Em ơi, anh chịu anh
được 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 chú anh chú sáu rồi sói bốn phật hơi lộn bé mô phật á. Khoan nè bé, em tên gì nói lại cho mọi người nè. Em tên Hằng ở Tiền Giang, em là fan của anh Nhật em. Ok, Hằng Tiền Giang nha mọi người, cảm ơn bé nha. Rồi chơi tiếp mọi người chưa luôn á. Làm lại nha, làm lại nè. 1, 2, 3 chơi tiếp ạ. À. Không, không thể nào. Bây giờ mình làm chọn giùm em đi, anh Cường chọn giùm em đi. Bé áo đen hả? Em áo đen nhanh nhất á. Áo đen cưng lên cưng. Lên em. Nhưng mà phải cho mọi người coi mặt nha. Giữ á, giờ chơi tới tới. Chúng muốn coi mai. À, cảm ơn con. Bé hỏi cho mọi người nghe với. Dạ. Cưng nói gì? Dạ. Cưng nói gì với chú Sáu? Dạ, chú Sáu đẹp trai quá. Ok. Rồi, chú Sáu tới rồi. Em ơi, mình giả bộ mình cho mọi người ngắm dung nhan mình nè. Wow. Em ơi, em thích đoạn nào nhất trong phim? Cái khoảnh khắc nào? Cái đoạn chú đấm. Tại sao em thích cái đoạn đấm? Vì em thích chú đấm. Là nó đẹp, nó mãn nhãn hay là nó đã hay nó sao? Chú, cho nên là chú làm gì cũng thích chứ. Dạ, đúng rồi chị ơi, mùi điểm. Thôi vậy em đợi xét xíu chú đấm sao nè. Ừ. Đánh sao? Quên. Đánh đẹp và đánh chưa cọc thôi là đánh quá cọc luôn. Đánh mà cọc hả? Đánh cọc luôn. Mà cái mặt cọc đó hợp với chú hay là cái mặt hài hợp với cả hai cái luôn hả? Thôi con, em nó bị... Bất chấp với chị ơi, em thấy là con bé là cỡ nào nó cũng thích chú Tấn hết trơn. Thôi là chú Tấn tặng quà đi. Rồi vui nha, mất cọc nha. Cảm ơn chú. Chú nếu mà chú gặp chú nữa con siêu hộ. Mấy lần? 10 lần luôn. Ok. Mấy lần rồi? Mới vô lần đầu. Mới lần đầu. Giờ đến mấy lần nữa? Giờ đến em hả? Để con đi học xong. Rồi để con đi học xong chứ nè. 10 lần. Ok. Cảm ơn em nhiều. Rồi, khoan đã, mình vô giữa mình đứng chụp hình để các anh chị được nha. Ok. Rồi đây nha. Rồi cười tươi nha. 1, 2, 3. Đám cưới. Giật làm mê chú Tuấn nhưng mà thả tim chú Trường. À cho xin gái cho thả tim ạ. Rồi. Ok. Ok, cảm ơn mọi người. Dạ một nữa mọi người. Dạ, một phần quà cuối cùng nha mọi người ơi. Mấy bạn trên kia ha. Bạn nữ ơi, bạn nữ áo trắng trên kia. Đúng rồi. Vừa quá trời nè ha. Trời ơi, cái tóc quá trời rồi. Từ từ, dắt bé sang, dắt bạn xuống giùm anh coi. Bé này, nó như đắt dắt nương nương. Dặn lại bé, dặn lại. Dặn lại. Rồi, bé. Bé tình chị. Không có nói được. Bình tĩnh lại. Có chuyện của em, có lỗi của anh, có em. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh gì? Bình tâm. Rồi Bình Tâm, bữa nay là yêu mến chú Sáu là lại phải không? Dạ đúng rồi. Gần đi gần một tiếng đó chú Sáu. Chú Sáu đâu? Ở Ngũ Hiệp, cũng trong Tiền Giang rồi lại. Dạ. Rồi trong bức thích chú Sáu là cái cảnh mà cọc cọc hay là chú Sáu hề? Cái khúc mà chú Sáu bị đánh đó. Mấy là lạ quá. Rồi sau bộ phim này là có muốn chú Sáu đóng tiếp những bộ phim hành động gây cấn hay đóng phim hề? Cả hai đi ha, hề hành động đi ha. Sao phim hay là được luôn. Dạ đúng rồi. Rồi sau bữa nay là mình có lan tỏa bằng cách nào không? Mình cắt cái đoạn đó đi từ phim. Rồi sau bữa nay thì mình làm gì để lan tỏa tình yêu với chú Sáu của mình ạ? Đi coi nữa ha. Rồi có một cách nữa đó là mình lên Facebook, mình lấy cái tấm hình mà chiếu được mình chụp với chú Sáu nè, mình bấm lên Facebook cái mình hashtag kẻ ẩn danh, mình kêu gọi mọi người đi coi ủng hộ chú Sáu, trời ơi khoái quá. Khoái. Ok rồi, cho riêng một tấm hình liền luôn em. Ok nha, ok chú Sáu ơi.
tặng quà cho bạn là chú Sáu ơi. Yeah. Chụp đơn với chú, chụp đơn, lấy chụp đơn. Chụp đơn hả? Chụp đơn với chú, chụp đơn. Chú ơi, hay chú ơi. Chú ơi, chụp đâu? Rồi. Bạn chỉ để mình chụp. Chụp chung hả? Chụp vô giữa luôn, con vô giữa luôn. Thả tiền bên kia nữa đi, mình ra đó. Rồi chú, giúp người luôn nha, 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3. Bạn MC sợ. MC ơi, khán giả dễ thương quá, chơi hết quà luôn đi. Dạ, một bé điện viên, bé rồi, là em sẵn sàng tâm lý luôn. Nãy rồi do ba lần. Còn mời xuống luôn, mời xuống luôn. Em dắt xuống nè. Hai đứa nha. Hai đứa nha. Hai đứa mà một món quà thôi nha. Dạ, ok. Ok, ok, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Rồi, đi kẻ nó nhẹ. Rồi, sạch sới luôn nè. Vô. Rồi mời em vô giữa luôn, mời em vô đâu? Qua ông thứ 6 không? Hả? Khán giả Tiền Giang đúng lễ nghĩa quá mọi người. Tiền Giang không vậy anh ơi. Rồi hai đứa, bình tĩnh chưa? Rồi bình tĩnh nha, bây giờ mình xoay vô bộ phim gì mà được không? Ok ha. Theo tụi em thì tụi em có thấy thông điệp gì từ bộ phim không? Sao chú Sáu quá lộn rồi hả? Con bé sọn giăng đó mọi người. Vô. Câu hỏi dễ hơn là em có thấy mình đồng điệu với bé Hiền không? Bé Hiền đẹp gái rồi đúng không? Tưởng là chương trình nhưng chưa hề có cuộc chia ly. Cơ ông nói một kia không? Dễ thương lắm, có bài điện ảnh lắm. Đồ quá trời đẹp rồi. Tưởng là mình đóng phim nữa không luôn á. Rồi bé ơi, rồi bây giờ mình đẩy nhanh là mình vô giữa mình chụp hình luôn đi. Ok. Rồi anh Trường sẽ giúp em tặng quà nha. Rồi cười tươi nha bé ơi. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Phải thôi. Nó còn sang đi. Cảm ơn Cương. Cảm ơn Cương nha. Rồi ôm ôm chưa? Cái nét đông. Cái nét đông điện ảnh lắm rồi. Tôi em xin đó. Rồi tới rồi rồi. Cúng xỉu. Bé luôn đúng không? Bé luôn rồi rồi. Từ từ thôi. Cảm thấy nhục nhã thế nào? Em tên gì? Bích Nhung. Rồi em muốn hôm mai 1, 2, 3. Rồi. 10 phần quà mọi người ơi. 10 phần. Em kiếm cho em 10 phần quà được không? Ok ạ. Em bẻ đi, em bẻ 10 phần. Bé ơi. Đẹp quá vậy. Em hỏi lại giùm cho chị ơi, chị đẹp quá vậy. Rồi, vô nè bé, bình tĩnh nha, bình tĩnh chưa? Con bé là từ từ mọi người cười nha. Không đóng rồi, không sao hết, sắp đặt quen rồi. Bé, đứng thẳng lên, buông miệng sắp rớt. Bé ơi, chia sẻ vào bộ phim chút xíu nào. Ủa sao liếc, chú? Ủa, sao liếc chú? Em đâu có dành mương miệng của con đâu. Ở đá, đá trong nhau vậy hả? Tụi nó khinh anh em mình không ạ? Khinh bị khinh ra mặt chứ. Rồi bây giờ mình chia sẻ về bộ phim nè. Anh kia là anh nào? Anh kia là anh nào? Anh hát quá hả? Rồi đừng chia để cho ta thấy mình nè. Rồi cậu trang vô đi. Chú nó khó lắm, mình phường á. Rồi hôm nay là em tên gì? Bức Nhung, hôm nay là vô đi xem phim với ai? Em nha. Bạn em đâu? Bao nhiêu người ạ? Rồi bạn em bên kia hả? Rồi. Dạ. Rồi em mới coi lần đầu đúng không? Cảm nhận về bộ phim như thế nào? Nó vui, nó em có muốn lan tỏa bộ phim này với mọi người không? Có định đi xem với gia đình nữa không? Dạ. Đó ha. Cảm ơn em rất là nhiều. Bạn rồi cười cái nha, cười tươi nha, 1, 2, 3. Rồi. Rồi xin mời các vị diễn viên và đạo diễn mình chụp hình chung với các bạn nha. Mọi người ơi, ngồi im, bắt đầu ngồi im đó là đúng rồi. Ngồi im là có hình đẹp. Ok
Rồi tiêm trước cho mọi người hết trơn ơi. 1, 2, 3. 2, 3. Rồi 1, 2, 3, kẻ ẩn danh nha. 1, 2, 3. Kẻ ẩn danh. Yeah. Đúng không? Mọi người ơi, mọi người. Ở đây mình có thể nào cho tụi em xin cái flash điện thoại được không hả? Để rồi. Em có một cái video nó thật là thông tin nha. Rồi ngồi tiếp nha, ngồi tiếp nha. Năm nãy nha, ngồi xuống, ngồi xuống nè. Đẹp quá. Nó cho hình, nó được cho hình. Cảm ơn nè, bây giờ mình quay nhau một cái video ha. Ok, 1, 2, 3 nha. Kẻ ẩn danh lại giùm em nha, lung linh nha. Kẻ ẩn danh lung linh nha mọi người. 1, 2, 3. Kẻ ẩn danh. Được chưa? 1, 2, 3. Kẻ ẩn danh. Ôi, em quên mày rồi. Làm lại cái nữa nè. Ở trên nha, ở trên nha. Quá trời đông. Cả nhà ơi, nó đăng trên Facebook của mọi người, hãy tất cả ẩn danh giùm em nha. Xe bài đồ nha, TikTok đồ nữa nha. Giới thiệu cho nhiều người đi xem nữa à. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ yeah.